Đầu nó hơi nặng nặng bưng bưng đúng không? Khó chịu. Nếu mà được hai phiếu rồi đau cái này cũng còn đau thôi. Thank you.
Wow, Tâm Tưởng đã ghi bàn cho anh em Sài Gòn. Má anh vô anh gớm quá, anh đi ra anh kêu người đi đâu dọn mắc mẹ 200 ngàn. Tâm được phòng chân, giày đã phòng chân. Tâm có mang theo sofa phòng chân hả? Tăng nè, anh nhìn đọc cái óc gì lót trên tao rồi. Sao? Mé nữa, mé nữa. Má ngồi chân phải hả? Thấy nó bất ngờ thôi, ganh tị gì. Thẳng lên cao dữ không?
cái áp căng mức bò anh. Thank you.
hai đứa đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới. Nè. Hai đứa đi xuống dưới. Đứa nào nói tục qua? Đứa nào nói tục qua? Nè một đứa xuống lấy cho bác cái áo kia đi. Cái áo đó, cái áo đang phơi á. Dưới kia con. Ở dưới á. Dưới kia, đó đó. Ở dưới nữa, dưới nữa. Này, nhìn cái tay bác nè. Cái áo bác, cái áo không. Lấy cái áo á. Xuống nữa, xuống. Ờ cũng được. Không. Đây này. Sớm vậy. Đủ mà té dãnh giò nha con. Dậm đá banh là dãnh giò nha con.
trai, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Con trai, con á, ngồi xuống dưới kia chơi. Ngồi xuống, con đứng lên, con thấy cái đầu con á. Lộn chiến thuật, lộn chiến thuật. Này.
biết sai, biết sai áo trắng. Ông trai đi xuống dưới một bậc nữa ngồi, nhanh lên, nói hoài. Đồ ướt hết này, thấy chưa? Thấy không? Tao quăng hết xuống dưới kia đó nha. Nha. Ha 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 ha.
đó là tấn công đẹp mắt quá phải không. Ủa lấy thịt điền người hả?